mà là tránh sát sinh để không tạo nghiệp. Mình ăn chay niệm Phật để tâm mình nó trong sáng hơn, thân mình nó nhẹ nhàng hơn. Và các đạo hữu cùng tham gia về đó là để yểm trợ thêm cái sự cầu nguyện. Mà đã gọi là yểm trợ thêm sự cầu nguyện thì chúng ta cũng phải giữ năng lượng thanh tịnh, nói khẽ thôi, giữ cái tâm của mình thật là trong sáng bằng cách là mình niệm Phật, trì kinh. Qua những giây phút mà mình trì kinh niệm Phật như vậy đó, là mình tiếp nhận rất nhiều cái chất lượng từ bi trí tuệ của Đức Phật, của chư vị Bồ Tát. Ví dụ như chúng ta đọc kinh Địa Tạng, nhiều nơi thì trong những cái dịp đó họ đọc kinh Địa Tạng hay đọc kinh Di Đà để làm gì? Đọc kinh Địa Tạng để họ tiếp xúc được cái tâm hiếu của Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi để báo hiếu cho mẹ. Kinh Địa Tạng còn gọi là hiếu kinh của Phật giáo. Và qua đó Đức Phật giới thiệu cho mọi người biết có một con người nhiều đời về trước đã vì mẹ mà tu tập, đã vì người thân mà hành Bồ Tát Đạo. Người đó là Bồ Tát Địa Tạng. Đến bây giờ cái nguyện vẫn chưa rồi. Mà mình tụng như vậy thế, thì mình thấy được cái hạt giống của thiên đường đang có mặt trong lời nói, hành động, ý nghĩ của mình. Mình cũng thấy được ở tận một cái chiều sâu nào trong tâm thức, cái hạt giống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó cũng đang còn tồn động trong con người của mình. Cho nên khi mình thấy được như vậy rồi, mình sẽ chuyển hóa, chuyển hóa để cái hạt giống của thiên đường nó trỗi dậy. Mình tưới tẩm và chăm sóc cái hạt giống đó để nó chuyển hóa cái hạt giống khổ đau của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tụng Di Đà là để mình thiết lập được cái cảnh giới tịnh độ, mình chế tác ra được cái chất liệu làm nên tịnh độ ngay trong từng giây phút hiện tại. Và mình gửi tất cả những cái tâm nguyện đó, cái ý niệm đó cho người thân của mình, mà thuật ngữ nhà Phật gọi là cầu siêu. Cầu siêu, cầu siêu nghĩa là mình mong cho cái người đó được vượt qua. Chữ siêu là vượt qua, vượt qua thế giới đau khổ trần gian, vượt qua cái thế giới bất an của ta bà, để được sinh về thế giới an lành của chư Phật. Nhưng cái động lực nào giúp cho họ? Cái tâm niệm thanh tịnh của mỗi người thân quyến. Và trong lúc đó mình lại được thắp sáng bằng cái tư tưởng của Phật. Chính những cái hình ảnh giải thoát, cái tâm niệm thanh tịnh đó, với cái lòng hiếu kính của mình, mình gửi trọn vẹn cho người thân của mình, và họ sẽ tiếp nhận được cái thông điệp đó. Khi họ tiếp nhận được cái thông điệp đó rồi á, thì họ sẽ tùy hỷ đến sự tu tập, và vui mừng vì thấy con cháu hiếu kính vì mình mà họ làm những việc tu tập như vậy. Khi mình sinh cái tâm hoan hỷ và mình vui mừng theo cái việc người thân của mình làm, đó là cái động cơ để giúp cho người ra đi được giải thoát. Vì vậy, ở thế gian người ta chỉ biết dừng lại ở cúng tế, rồi ngồi đó ban đêm không biết làm việc gì, hát sướng. Nhiều khi tang lễ tổ chức theo cái truyền thống xưa cũng có nhạc lễ. Nhưng xin mở một cái ngoặc đơn nhỏ ở chỗ này. Nhạc lễ ngày nay thật ra là hơi quá đà. Tôi là người làm công tác nghi lễ, nhưng mà tôi cũng rất khó chịu khi thấy những cái nhạc lễ trong cái dịp mà lễ tang như vậy đó. Nó rất là khó coi. Cái người nhạc công đánh nhạc không còn theo đúng cái truyền thống ngày xưa, thậm chí còn hát những cái lời nhạc không phù hợp với cái cảnh sanh ly tử biệt đó. Cho nên chúng ta tốn một số tiền để làm cái công việc không lợi ích gì.
ở xã hội ngày nay, cái dân trí ngày nay, chúng ta phải tư duy lại nên hay không. Nếu mình muốn giữ cái nghi lễ theo truyền thống thì mình phải sử dụng như thế nào? Tại vì mình bỏ một số tiền ra, mình có quyền đặt cái yêu cầu. Chứ không thể để tự động họ muốn làm gì làm. Nhiều khi nó chỉ tạo nên cái không khí nó ồn ào, nó làm mất cái sự tập trung cầu nguyện. Và sự hiện diện của người tu trong cái lễ tang nó cũng không phải là cái thủ tục. Giống như người ta nghĩ là đám tang thì bắt buộc phải có ông thầy. Nhiều gia đình không hiểu đạo á, họ phó thác hết cho nhà đồ, cho dịch vụ, làm sao chỉ có một ông thầy áo vàng thế là được rồi, ông tụng gì đó không biết. Nếu chúng ta nghĩ cái sự có mặt của mấy thầy là một thủ tục thì cái điều đó rất là sai lầm. Thực ra mình cũng có thể cầu nguyện cho người thân của mình cũng được. Nhưng người Phật tử đã học đạo và hiểu rồi, mình là người đang tập tu, cho nên ở chừng mực nào đó đạo lực của mình cũng vẫn còn non kém. Cho nên muốn được cái sự yểm trợ của những vị có cái công phu tu tập. Vì vậy mà mình mời quý đạo hữu, bạn đạo đến, mời các thầy, các sư cô đến. Như vậy cái giá trị không phải là ở cái số lượng thầy đông, không phải là ở cái đầu tròn, mà chính là ở cái đạo lực của người tu tập. Tôi nói như vậy để quý Phật tử cân nhắc lại vấn đề này. Nếu như làm sao mình hiểu được, mình đến đó để mình góp mặt cầu thêm cái năng lượng cầu nguyện thì nên. Còn nếu mà mình không có được cái điều đó đó thì đó cũng là cái điều mà mình phải tư duy lại. Để làm thế nào cho người âm được siêu, người dương được thái. Cho nên các thầy đến hay các sư cô đến đó là cái thứ nhất là về tình đạo, hai nữa là để yểm trợ sự cầu nguyện, chứ không phải để làm cho cái đám nó long trọng lên, hình thức lên. Nếu hình thức mà không có nội dung thì coi như cái lễ tang đó cũng chưa hẳn gọi là Phật hóa. Vì vậy mà chúng ta thiết lập cái bàn thờ Phật ở trong cái lễ tang để làm gì? Nhờ Phật tiếp dẫn. Nhưng có thấy Phật tiếp dẫn điều này nó phải dùng bằng con mắt của Pháp, con mắt của tuệ thì mới thấy được. Tôi chỉ cho các vị một cái bí quyết để các vị nhìn thấy có Phật tiếp dẫn. Nói nhỏ thôi. Phật là bậc giác ngộ. Phật là tỉnh thức. Đức Phật là một con người như chúng ta, nhưng Ngài phát huy cái khả năng giác ngộ, phát huy cái từ tâm đến mức cao nhất. Ngài là được người ta ca ngợi là bậc đại giác. Và mình cũng muốn được như người, cho nên mình cung kính Ngài, mình đảnh lễ Ngài, mình học tập theo đạo lý của Ngài. Để ảnh Đức Phật đó, để cái tượng Đức Phật đó là ngẫu tượng thôi, chứ không phải là Đức Phật. Cái Đức Phật đứng, cái ảnh tượng Phật đứng đó, nhưng cái ảnh tượng bằng giấy thì không độ được lửa đâu. Đốt đèn mà sơ ý cái phát hỏa thì Phật cũng bị lửa cháy tiêu thôi. Cái đó là tranh giấy, không độ được lửa. Chỉ có Phật tính, giác tính mới trùm khắp ba thời, vượt qua 10 cõi, vượt cả thời gian và không gian. Thế cho nên cái sự hiện diện của chúng ta ở đó, các thầy, các sư cô, quý đạo hữu Phật tử, con cháu trong gia đình đang có mặt ở lễ tang, những lời nói tụng kinh,
cầu nguyện, chia buồn đều từ cái chất Phật mà nói, từ cái động lực tỉnh thức mà nói. Thì như vậy là Đức Phật đang có mặt trong lời nói. Ý nghĩ cũng từ cái động lực tỉnh thức mà tư duy, cũng từ cái sự giác ngộ mà quán niệm. Thì như vậy Đức Phật đang có mặt trong tư tưởng. Hành động cũng từ cái chất liệu của từ bi và trí tuệ, từ cái đạo lý tỉnh thức đó mà lại Phật, mà chăm sóc. Thì Đức Phật đang có mặt trong hành động. Như vậy qua cái sinh hoạt của mỗi người đạo bạn chúng ta, của những tăng ni, của Phật tử, chúng ta thấy Đức Phật đang sinh hoạt. Tôi nhấn mạnh cái chữ sinh hoạt. Đức Phật đang sinh hoạt, cái chất Phật đang sinh hoạt trong con người đó, các đạo hữu đó. Như vậy là Đức Phật đang sống ở trong cái sinh hoạt của chúng ta ở tang lễ. Đó, chúng ta thấy Đức Phật biểu hiện bằng chỉ ba, hình tướng của chỉ ba, của anh hai, của quý thầy, quý cô. Tại vì mọi người đến đây là từ cái tình người, và cũng tập trung để dùng cái năng lượng của từ bi và trí tuệ yểm trợ cho tang lễ. Cho nên Đức Phật đang hiện hữu, không phải là cái tượng Phật thôi. Qua tượng Phật đó nhắc nhở cho mình phải làm cái công việc. Công việc này phải có cái chất Phật làm tiền đề. Được như vậy thì cái lễ tang sẽ rất là lợi ích. Cái không khí nó trang nghiêm thanh tịnh mới đúng là cái không khí của tang lễ. Và chúng ta đến đó, nếu nói theo ngôn ngữ thế gian, chúng ta đến phân ưu. Có phải quý Phật tử khi nghe người thân mình qua đời thì mình đến để, nếu mà biết chút chữ nghĩa, tôi đến đây để phân ưu với gia đình, có phải vậy không? Còn bây giờ nói mộc mạc, tôi đến để chia buồn với gia đình. Chia buồn chứ đâu phải chia vui đâu. Thắp cây hương, trong khi thắp hương á, tâm không có mặt. Từ cái nén hương, từ cái cử chỉ, không hề có mặt ở trong động tác đó. Và cũng không gửi cái năng lượng của mình. Nghe chị ba đến mất, thắp cho chị một cây hương, vừa nói vừa cắm như vậy, hương xỉa qua xỉa lại, không trang nghiêm. Mà không gửi cái năng lượng cầu nguyện. Rồi xong cái ra ngồi uống nước, cái hỏi chuyện Tây, chuyện Tàu, chuyện phải, chuyện quấy thị phi. Hồi cái ăn nhậu cái là sùm, làm những cái việc khó coi. Có nên làm cái công việc phân ưu theo cái kiểu đó không? Ngày nay ở cái thành phố Sài Gòn này nè, nói riêng, ở các nơi, miền Tây, miền ngoài thì tôi chưa có dịp đi thực địa, chứ miền Tây, tang lễ bây giờ, tuy nói là gia đình đó là Phật giáo, cũng có thỉnh Phật để thờ ở đó, nhưng mà chỉ được 1-2 tiếng đồng hồ trong khi cầu nguyện thôi, còn lại là để tùy tiện cho mọi người xử lý cái thời gian còn lại, nó hoàn toàn vô nghĩa. Tối cái hát, ăn nhậu vô rồi cãi vã, hò hét, đó là cái việc làm mà gọi là văn hóa của dân tộc Việt Nam đó. Nếu như có một người nước ngoài nào họ đến và họ có dịp đi qua cái lễ tang trong những cái âm thanh, những cái hình ảnh như vậy, chúng ta nghĩ họ sẽ nghĩ gì về dân tộc Việt Nam chúng ta? Mà mình xưng mình là thế hệ bây giờ là trí thức không ạ? Thế hệ ngày xưa là chúng ta ít có người đi học, nhưng ngày nay tuổi trẻ 9 người thì đi học hết 10 người rồi. 9 đứa thì học được tới 10 đứa. Dù nghèo cái mấy cũng ráng chạy tiền cho nó ăn học. Thế có học, nhưng mà chúng ta hành động không có học cái nào. Hành động không hề có cái tuệ giác trong đó.
Nhất là những cái việc sanh tử đối với cha mẹ rất là quan trọng, nhưng mà mình để cho nó tự tiện, làm như cái chợ không có chủ vậy đó, ai muốn làm gì làm. Đó là cái điều mà tôi gọi là, tuy nói là Phật hóa gia đình, nhưng chúng ta đang bỏ ngỏ cái vấn đề từng chi tiết. Là Phật tử, chúng ta đừng nghĩ đây là cái vấn đề để lâm sự thì hẳn bạc, nói trước nó thành huông, đừng nghĩ như vậy. Nhân sanh hữu mạng, phú quý tại thiên, sống chết có số mệnh hết. Không phải nói như vậy rồi tối nay ngã đùng ra chết. Nếu chúng ta nói được những điều cần phải nói và làm lợi ích cho mọi người, chính cho bản thân chúng ta, tối nay nếu các vị nghe thầy Lễ Trang, ổng tối nay ngủ đi luôn rồi, chết rồi. Nếu chết được như vậy thì cũng quá tốt, tại vì chúng ta đã làm được những việc cần phải làm, đã giúp được những điều cần phải giúp, và chúng ta ra đi thanh thản, không có gì phải kiêng kỵ hết. Vì vậy mà tôi muốn nói lại cái vấn đề Phật hóa tang lễ, nó là cái việc rất là tầm thường, nó không có cái gì cao siêu hết á, nhưng mà nó là những việc mà trong cái công tác nghi lễ chúng tôi thường tiếp xúc. Tôi thấy 10 người thì may lắm mới được 1-2 gia đình mà tổ chức tang lễ có được cái không khí trang nghiêm thanh tịnh, còn ngoài ra đó cứ là bất an, rồi ai bày cái gì rối lên, lúc đó làm tùm lum hết, không có trang nghiêm, không có được cái chất Phật ở trong cái tổ chức đó. Vì vậy mình cũng làm, hình thức thì có đấy, nhưng mà nội dung có. Hình thức và nội dung, hai cái nó phải đi đôi với nhau. Nếu mà hình thức không có nội dung thì hình thức đó nó trở nên nó khô khan, nó khó coi. Mà nội dung không có hình thức thì cũng hơi buồn. Thế nên cái sự và lý bao giờ cũng phải đi đôi với nhau. Trong những cái dịp như vậy, cho đến trong khi mà cúng kính, chúng ta cũng phải giữ cái tâm nguyện thanh tịnh. Cúng tế cũng tránh đi những cái hình thức, nhất là vấn đề sát sinh. Chúng ta tạo những cái nghiệp sát như vậy thì nó sẽ làm cho cái nghiệp xấu á, nó chi phối cái không gian ở đó, cái năng lượng ở đó. Cho nên chúng ta phải thực sự là lưu ý. Trong khi cúng tế đó, chúng ta phải tuyệt đối giữ cái tâm thanh tịnh, tránh đi cái tập quán cũ là vật heo ngã bò, giết gà, giết vịt để cúng. Cho đến những cái dịp dỗ chạp, mình cũng nên tổ chức như thế nào, nó nhẹ thôi. Có nghĩa là cái ngày đó là cái ngày mà mình nhớ lại ngày tháng này ở năm trước người thân của mình đã qua đời. Cho nên với cái ân nghĩa nặng nề như vậy, hôm nay con cháu tập hợp lại, trước là để tưởng niệm người mất, mượn cái lễ phẩm để nói lên cái lòng thảo của mình. Có nghĩa là mình dâng tất cả những cái thành quả tốt đẹp ngày nay mình có được lên tổ tiên mình, lên cha mẹ mình. Nhờ có cha mẹ mới có thân này, và có thân này rồi thì mới có tất cả. Cho nên chúng ta uống nước phải nhớ nguồn. Dù anh là tổng thống, là một cái chức vị gì cao trong xã hội đi nữa, nhưng trong ánh mắt của cha mẹ anh vẫn là thằng cu con tí thở nào thôi. Vì vậy cho nên trong những cái dịp đó là những cái cơ hội để mình được ôn lại cái kỷ niệm mà mình với cha mình, mẹ mình đã từng đồng hành, và qua đó giúp cho mình có được những cái cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.
và dạy lại cho con cháu của mình để nó thấy được cái truyền thống tốt đẹp đó, để nó gìn giữ. Thuần phong mỹ tục chính là những cái tập tục đẹp. Cái gì là cái tập tục đẹp nếu không phải là hiếu kính? Cho nên cái ngày giỗ đó không phải là cái ngày tụ hội lại để ăn uống, mà đó là cái ngày để chúng ta gác hết mọi công việc lo toan để dành thời gian đó để cầu nguyện. Ngày giỗ còn gọi là ngày húy nhật, chữ Hán gọi là húy nhật, tức là cái ngày phải kiên cử. Ngày nay chúng ta hay nói kiên cử, mùng 5, 14, 23 cử không đi ra đường. Tại sao? Không biết. Thấy người ta cử thì cử, nghe nói làm như đi mấy ngày đó đi ra đường xui lắm. Cái gì xui? Chúng ta bị đánh lừa nè. Mùng 5 là ngày là số 5, 14 cũng là số 5, 23 cũng là số 5. Trong tháng nó có 3 cái ngày được con số 5 đó, mà số 5 là cái số hoàng cực. Cái số cửu ngũ nó nằm cái số đẹp nhất của trong dịch học. Vì vậy mấy cái ngày đó đó, ở cái thời chế độ phong kiến, các nhà vua người ta đi ra ngoài đường đi thăm dân chúng để thị sát, nhưng vì sợ thích khách cho nên nó mới tung cái tin là ai mà nhìn mặt vua là tổn phước tàn mạc suốt đời. Vì vậy người dân ta không dám nhìn mặt vua, ta sợ làm ăn không được mạc. Thế là mùng 5, 14, 23 ngày đó nhà vua giả dạng thường dân vi hành. Mình có biết ổng là ai đâu, nhớ gặp cái người ngoài đường mà trúng ông vua cái là xui, cho nên thôi tốt nhất ở nhà. Chúng ta bị đánh lừa, và cho đến bây giờ đó vua cũng không còn rồi, nhưng mà cứ mùng 5, 14, 23 không ai đi hết. Mấy ngày đó tôi để ý đi ra đường vắng xe, không kẹt xe, mà đường nó lại ít người đi. Chúng ta kiên kỵ. Kiên tức là mình né, kỵ là mình né. Tôi xin nói ngoài đề một chút. Trước đây tôi học á, là cái ngày mà Xích Tòng Tử giáng hạ là kỵ, cho nên xem ngày xem giờ vậy đó. Ở đây tôi không phải nói cái chuyện mê tín đâu, nhưng mà cũng có cái tập quán bấm ngày trạch nhật, mà hồi đó học đó là cái ngày Xích Tòng Tử giáng hạ đại kỵ. Có một lần sang bên sang Đài Loan, các Phật tử đưa thầy đến, hôm nay tụi con đưa thầy đến cái ngôi đền này, là họ dán vàng lá hết. Cái tượng vua Trần Nhân Tôn, Đức Điều Ngự Giác Hoàng ở trên cái giảng đường chúng ta đây là dán vàng hết á. Thì ở đây chúng ta chỉ dán được pho tượng thôi, còn cái điện thờ đó là dán toàn bộ vàng hết. Từ trong ra tới ngoài, vô đó mà vàng ánh hết. Đến để thầy xem, quả thật đến thấy thất kinh, vàng chói hết mà không cho mình vờ tiếp xúc, có cái khoảng cách. Nhưng mà đến đó rồi tôi nhìn lên cái biển của chùa, giống như chùa Huy Nghiêm chúng ta mới thượng bản ngày hôm thứ Sáu vừa rồi. Cái biển để là Hoàng Đại Tiên Xích Tòng Tử Linh Từ. Tôi nói à, té ra đây là cái điện thờ của ông Hoàng Đại Tiên Xích Tòng Tử. Sau khi đọc cái tiểu sử gọi là xét lý lịch của ông á, họ có viết ra ngoài đó, đọc xong rồi thì vị này á là một con người có mặt trong lịch sử của dân tộc Trung Hoa. Ông tu tiên và ông để lại những cái hành trạng ít nước lợi dân, dân chúng Trung Hoa rất là kính ổng, quý ổng, cho nên cái ngày ổng sanh, cái ngày ổng thành đạo, cái ngày ổng
mất. Trong 6 cái ngày đó đó, người ta gác lên mọi việc để người ta đi thắp hương, người ta đến ta làm lễ ông. Ông có tới Việt Nam hồi nào đâu mà mắc gì mình hơi kỹ. Thế là từ đó tôi thoát được cái chấp trược, nghĩa là tránh né, nhiều khi tránh riết rồi không còn ngày nào hết. Đó là tôi nói cái thí dụ kỵ. Từ đó về sau tôi không có kỵ cái ngày xích tòng tử nữa. Nói bởi vì ông cụ đó chưa tới Việt Nam chúng ta bao giờ cả. Nhưng mà vì ảnh hưởng. Nhưng mà cái kỵ là kỵ cơm cha mình nè, kỵ cơm mẹ mình nè. Một năm chỉ có một ngày thôi. Có nhiều người đến chùa, thưa thầy ngày mốt dỗ ông con. Bà cụ đến thưa xin lễ đó là 70 mấy tuổi, đi run run vậy nè. Xin thầy cho làm dỗ trên chùa, nấu mài mâm cơm cúng. Mà tôi biết gia đình đó là con trai cũng 2-3 đứa, con gái cũng 2-3 đứa. Thế thôi, họ đi bận làm gì, thôi chắc để bà cụ đến thưa trước. Nhưng mà đến ngày lễ đó đó, không hề thấy bóng váng của một móng con, móng cháu nào tới, để bà cụ 70 mấy tuổi đến rung rung làm lễ, rồi làm cơm cúng. Qua lần sau tôi có góp ý vào bà cụ thế này: sau này cụ dỗ ông để nên mấy cháu nó làm, mình phải dạy cho nó. Nếu mình không dạy nó, đến hết đời cụ rồi á, là chấm hết. Cái chất Phật không còn có mặt trong gia đình cụ nữa đâu. Đến lúc đó có thể đem cụ đi rửa tội hay làm việc gì khác. Đây là cái việc cụ phải dạy các anh, các chị làm. Để chi? Để cụ còn sống đây nè, cụ coi chúng nó làm cái gì. Giờ cụ kiêm cụ làm hết. Đến một lúc nào nó thấy cái việc dỗ cha là việc của bà, chúng tôi không có liên quan gì hết, thì nhà chùa có tổ chức lễ như vậy thì cũng vô nghĩa thôi. Nếu lần sau các anh các chị không đến đây xin lễ, xin phép cụ trước, tôi không tổ chức. Tôi chỉ tụng kinh giúp cho, chứ tôi không có bày. Tại vì có cần phải làm không? Làm là phải có ý nghĩa. Mà làm mà không có ý nghĩa thì sẽ chỉ hao công tốn của mà thôi. Cho nên cái ngày dỗ là cái ngày mà con cháu tập hợp lại. Bận gì bận cũng phải kỹ chứ. Mình gọi là huý nhật là gì? Gác cơ quan làm việc bận rộn gì cũng phải gác lại hết, để về để được thắp hương, để tưởng niệm. Bởi vì cái hạnh phúc nhất là mình có được cái nguồn cội để mình công nhận. Cái nhục nhất là mình không có cội nguồn để mình ai nhìn nhận. Mình có cội nguồn, có ông bà, có tổ tiên, ngày này để con cháu chăm sóc lẫn nhau, chia sẻ những cái hạnh phúc cho nhau, và qua đó mình ôn lại những cái gương sáng của cha ông mình. Đó là hạnh phúc. Cho nên ngày đó mình họp mặt trong cái tinh thần cầu nguyện, nếu có tiệc tùng cũng đừng đi ngược lại với cái ý nghĩa đó. Làm được như vậy thì dù mình tổ chức lớn hay nhỏ vẫn có cái chất Phật ở trong đó. Đấy gọi là Phật hóa tang lễ hay tế lễ. Đây là vấn đề nhạy cảm. Nói thì ai cũng thấy là mình đã có tiếp xúc qua. Có thể mình chưa đóng vai chánh, nhưng mai mốt mình sẽ đóng vai chánh. Vì vậy cho nên bây giờ đó, không phải ngồi đây để bàn đến cái chuyện chết, không phải ngồi đây để bàn đến cái việc đi đám tang, không phải ngồi đây để bàn đến cái việc mà làm cái việc thầy cúng như chúng tôi. Nhưng mà chúng ta ngồi đây để bàn là tu học như thế nào để chúng ta có khả năng giữ cái chất Phật trong cuộc sống của chúng ta. Rồi khi sự việc đó nó xảy đến với gia đình mình đó, thì mình từ cái tuệ giác đó mà mình sắp đặt. Mình là người quyết định mọi việc thì công việc đó nó sẽ khích khao. Tại vì mình nắm được cái nguồn để mà mình sắp đặt.
mình biết cần phải mở rộng thế nào, nhưng hay là để gọn như thế nào thôi. Nhất là người Phật tử mà có tu học đàng hoàng thì những cái việc làm đó luôn luôn phải có chất Phật. Có cái chất Phật trong cuộc sống có nghĩa là mình đã có khả năng thay đổi cái tập quán cũ, những cái nào nó không hợp chúng ta phải thay đổi. Để chi? Để cái tang lễ của mình nó trở thành cái tang lễ đúng với tinh thần Phật giáo. Cho nên hóa có nghĩa là thay đổi để trở thành. Thay đổi cái tập quán cũ để trở thành cái nếp sống mới. Thay đổi cái con người phàm phu mê lầm đau khổ để trở thành con người thánh thiện, an lạc và giải thoát. Dù sống hay chết, mục tiêu cuối cùng của người học Phật cũng chỉ là mong được như thế mà thôi. Thì hôm nay chúng ta nói chuyện là Phật hóa tang lễ và tế lễ. Thì cái đề tài này chúng ta có thể mở rộng đến đâu cũng được. Nó rất rộng. Nhưng tôi chỉ đưa ra những cái cơ bản, cái cương lĩnh trong vấn đề để các Phật tử về tư duy. Nếu có gì cần trao đổi thì các vị cứ viết giấy gửi lên và tôi sẽ dựa trên đó tôi sẽ triển khai tiếp. Thôi chúng ta ngừng ở đây. Xin cung thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng.